Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không chỉ gây khó với dòng vốn của các doanh nghiệp bất động sản, những bất cập của Thông tư 06/2023 của Ngân hàng Nhà nước, gọi tắt Thông tư 06, còn được cho là sẽ đe dọa quyền lợi của các công ty chứng khoán. Theo đó, dù được kỳ vọng là một trong những văn bản tháo gỡ khó khăn cho thị trường tín dụng, thế nhưng từ khi ban hành Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng đã để lại không ít tồn tại, bất cập. Ngoài việc để lại hàng loạt các khó khăn trong vấn đề tín dụng cho ngành bất động sản, văn bản này còn cho thấy các nguy cơ đe dọa đến quyền lợi của các công ty chứng khoán. Cụ thể, khoản 7 điều 8 Thông tư 06 quy định, tổ chức tín dụng không được cho vay đối với nhu cầu vốn để gửi tiền. Theo các chuyên gia, quy định này có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty chứng khoán vì sự thiếu rõ ràng. Thực tế cho thấy, nếu áp dụng theo quy định đã nêu, nhiều ý kiến còn tỏ ra băn khoăn bởi định nghĩa được đưa vào đã bao gồm chứng chỉ tiền gửi hay chưa. Nếu bao gồm cả chứng chỉ tiền gửi sẽ ảnh hưởng đến sự chủ động của công ty chứng khoán trong việc thu xếp nguồn vốn với chi phí hợp lý. Nhìn nhận về vấn đề đã nêu, ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán Juanta Việt Nam cho biết, dù chiếm phần nhỏ trong cơ cấu lợi nhuận, song không thể phủ nhận vai trò của các chứng chỉ tiền gửi với công ty chứng khoán. Chứng chỉ tiền gửi có vai trò tối thiểu hóa các chi phí vốn của công ty chứng khoán. Theo ông Minh, trong trường hợp thị trường không thuận lợi cho việc tự doanh chứng khoán, vay cho ký quỹ, margin, thay vì chịu mức lãi suất vay ngân hàng, công ty chứng khoán sẽ dùng số tiền nhàn rỗi để đầu tư vào các kênh an toàn như chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ. Mức lãi suất ăn chênh lệch dĩ nhiên không đóng góp đáng kể cho tổng lợi nhuận. Song, công ty chứng khoán sẽ tiết kiệm được khoản chi phí vốn rất lớn nếu tính mức lãi chênh lệch trên tổng số tiền gửi chứng chỉ tiền gửi mua trái phiếu chính phủ là hàng ngàn tỷ đồng. Cũng theo giám đốc phân tích Juanta Việt Nam, chứng chỉ tiền gửi đóng vai trò quan trọng với nghiệp vụ cho vay có đảm bảo của công ty chứng khoán. Thông thường, các công ty chứng khoán vay tiền từ các ngân hàng để mua chứng chỉ tiền gửi, rồi đến lúc cần vốn để cho vay margin khi điều kiện thị trường thuận lợi thì các công ty chứng khoán lại thế chấp chính chứng chỉ tiền gửi hay trái phiếu chính phủ để vay tiền từ các ngân hàng phục vụ nhu cầu của các khách hàng. Nguồn vốn vay margin đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam sau cú lao dốc nửa cuối năm 2022. Khảo sát tại 40 công ty chứng khoán đang niêm yết và chưa niêm yết, tính đến cuối quý 2 năm 2023, dư nợ cho vay margin toàn thị trường ở mức 143.500 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cuối quý 1 năm 2023 và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, vị chuyên gia này cho rằng, nếu khoản 7 điều 8 Thông tư 06/2023 được áp dụng theo cách hiểu của nhiều nhà đầu tư trên thị trường hiện nay, thì tới đây, các công ty chứng khoán sẽ khó có thể chủ động trong việc tối ưu hóa nguồn vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ buộc các công ty chứng khoán phải tính toán rất kỹ trong việc vay vốn ngân hàng nhằm tối thiểu hóa chi phí vốn mà vẫn phục vụ được nhu cầu cho vay margin của khách hàng đầu tư chứng khoán. Đồng quan điểm đã nêu, không ít ý kiến cũng cho rằng Ngân hàng Nhà nước đã hút tiền về, Thông tư 06 lại hạn chế các công ty chứng khoán tiếp cận vốn vay nữa thì sẽ càng làm thị trường chứng khoán khó khăn hơn, bởi nó sẽ ảnh hưởng cực lớn đến nguồn margin trên toàn thị trường. Cho nên, đây chính là điểm nghẽn cần được tháo gỡ, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn tới việc kinh doanh nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả của các doanh nghiệp lớn, xa hơn là sự hoạt động hiệu quả của các công ty chứng khoán nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung. Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật, Bộ Tư pháp mới đây có kết luận kiểm tra đối với Thông tư 06/2023/TT-NHNN, Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước, trong đó khẳng định có nội dung trái pháp luật. Cụ thể, Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, tại điểm C khoản 6 điều 1, Thông tư 06, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu tổ chức tín dụng phải có biện pháp phong tỏa số tiền giải ngân vốn cho vay tại tổ chức tín dụng cho vay theo quy định của pháp luật, thỏa thuận của các bên tại thỏa thuận cho vay cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm. Tuy nhiên, pháp luật về biện pháp bảo đảm quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015, Nghị định số 21-2021 của Chính phủ chỉ quy định việc gửi tiền vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp ký quỹ, không có biện pháp phong tỏa số tiền giải ngân vốn cho vay tại tổ chức tín dụng cho vay như Thông tư số 06. Hơn nữa, khoản 2 điều 12, Nghị định số 101/2012 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt nêu rõ, tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản trong 3 trường hợp: khi không có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền, khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về chuyển tiền,
khi có tranh chấp giữa các chủ tài khoản thanh toán chung. Cục kiểm tra văn bản khẳng định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định biện pháp phong tỏa số tiền giải ngân vốn cho vay tại tổ chức tín dụng cho vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là không phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự, Nghị định 101/2012. Quy định đó cũng hạn chế quyền lựa chọn biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong quan hệ dân sự giữa các bên liên quan. Từ đó, cơ quan này kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xử lý các nội dung trái luật trên và rà soát quá trình thực hiện thông tư số 06 để có biện pháp khắc phục hậu quả so với việc thực hiện các quy định trái pháp luật gây ra. Bình luận về nội dung này, luật sư Lê Trung Phát, giám đốc hãng luật Lê Trung Phát cho biết, kể từ khi bị phát hiện là có nội dung trái pháp luật và bị kiến nghị theo quy định tại Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020, thì Ngân hàng Nhà nước phải ngay lập tức rà soát và ban hành lại một văn bản pháp luật dưới dạng thông tư nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những nội dung đang trái với quy định của pháp luật của thông tư 06, theo những nội dung mà Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp đã chỉ ra khi rà soát. Phần nội dung nào của thông tư 06 không bị vi phạm vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Điều này cũng sẽ được thể hiện rõ trong văn bản tiếp theo mà Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành, như đã phân tích ở trên, luật sư Phát chia sẻ. Cũng trao đổi với báo chí xung quanh câu chuyện này, luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi cũng cho biết, với kết luận của Bộ Tư pháp thì việc Ngân hàng Nhà nước phải sửa điều khoản trên là bắt buộc. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có chủ trương sửa đổi, vì trước đây đã phải ngưng hiệu lực thi hành các điểm 8, 9, 10, khoản 2, điều 1 rồi. Giờ thêm ý kiến của Bộ Tư pháp thì cần sửa càng nhanh càng tốt, luật sư Trương Thanh Đức nói. Đưa ra quan điểm về hướng sửa đổi thông tư này, vị luật sư cho rằng có hai hướng để sửa. Một là sửa cho rõ ràng, chính xác câu từ để đúng luật và không bị hiểu sai. Hai là bỏ đi vì thực chất đó chỉ là một quy định nhắc bài để lưu ý ngân hàng tránh rủi ro. Thực tế là dù có quy định về việc phong tỏa như trên hay không, thì các tổ chức tín dụng vẫn phải làm đúng luật và đúng với yêu cầu quản lý rủi ro, kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay như vậy thôi. Vì đó là trách nhiệm, là sự an toàn của họ, luật sư Trương Thanh Đức chia sẻ. Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản cho rằng, hiện tình trạng ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp đói vốn là một trong những nghịch lý lớn nhất. Mặc dù chính phủ và thủ tướng luôn ráo riết thúc giục các bộ, ngành chung tay tháo gỡ khó khăn, loại bỏ các quy định trói chân doanh nghiệp, đặc biệt hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp, chưa bao giờ tôi thấy chính phủ, thủ tướng quan tâm đến bất động sản đến vậy. Liên tiếp các công điện của thủ tướng về tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện về vốn cho doanh nghiệp bất động sản từ giữa năm 2023 đến nay, ông Đính nói. Theo ông Đính, sau 3 năm dịch bệnh và thời gian dài bị hạn chế tín dụng, trái phiếu, cộng đồng doanh nghiệp đang khó khăn hơn lúc nào hết, rất nhiều đơn vị thậm chí đang đứng bên bờ vực. Thế nhưng, ông Đính cho rằng ngân hàng càng tháo gỡ lại càng gây khó cho doanh nghiệp. Theo quy định tại thông tư 06, khách hàng vay tiền để góp vốn mà ngân hàng phải phong tỏa nguồn tiền này thì quy định này hoàn toàn chỉ có lợi cho ngân hàng, vì nguồn tiền vẫn nằm tại ngân hàng. Trong khi đó, người nhận tiền thanh toán, ở đây là chủ đầu tư, lại không được sử dụng số tiền này. Nếu quy định phong tỏa tiền vay cho hoạt động thanh toán vì sợ bên nhận thanh toán sử dụng sai mục đích, thiếu trách nhiệm hay lừa đảo thì không hợp lý. Việc sử dụng tiền có hiệu quả là trách nhiệm của bên nhận vốn góp hay chủ đầu tư, ông Đính nói và cho rằng doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm cần tái cấu trúc lại chính mình để chủ động giải quyết các khó khăn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.